Huỳnh Thục Vy chính thức bị bắt. Sáng ngày 9 tháng 8 năm 2018, cơ quan an ninh điều tra tỉnh Đắk Lắk đã thi hành lệnh bắt Huỳnh Thục Vy tại nhà riêng ở Buôn Hồ, Đắk Lắk về hành vi tuyên truyền chống nhà nước. Trước đó, Huỳnh Thục Vy đã có 5 lần được cơ quan an ninh triệu tập do liên quan đến việc phỉ báng quốc kỳ, nhưng Thị không chấp hành. Trước khi quyết định bắt giữ Huỳnh Thục Vy, công an Đắk Lắk đã áp dụng các biện pháp giáo dục, cải tạo và tạo điều kiện cho ả quay về nẻo thiện nhưng vô hiệu. Trái lại, Vy và chồng tiếp tục tỏ ra ngoan cố, thách thức pháp luật. Huỳnh Thục Vy, sinh ngày 20 tháng 11 năm 1985 tại Tam Kỳ, Quảng Nam, hiện sống cùng chồng con tại phường Thống Nhất, thị xã Buôn Hồ, tỉnh Đắk Lắk. Vy có bố đẻ là Huỳnh Ngọc Tuấn, từng thụ án tù giam vì tội chống chính quyền. Huỳnh Thục Vy có em gái là Huỳnh Khánh Vy đang ở Mỹ và em trai là Huỳnh Trọng Hiếu đang sống cùng cha. Huỳnh Thục Vy từng có nhiều hoạt động chống phá nhà nước, núp dưới danh nghĩa biểu tình chống Trung Quốc. Vy đã từng ra nước ngoài tham gia các khóa huấn luyện đấu tranh lật đổ chính quyền Việt Nam kiểu bất bạo động. Ở Việt Nam, Huỳnh Thục Vy là nhân lõi của tổ chức phản động Hội Phụ Nữ Nhân Quyền, cùng với Nguyễn Ngọc Lụa, Huỳnh Phương Ngọc, Bùi Thị Nhung, Đoan Trang, Đinh Phương Thảo, Trần Thị Hải, Nguyễn Thị Thuần, gây ra rất nhiều vụ việc phức tạp về an ninh trật tự. Không chỉ chống phá nhà nước ở trong nước, Huỳnh Thục Vy còn ra nước ngoài tham gia các diễn đàn chống cộng có tên Diễn đàn Người dân ASEAN tại Mã Lai. Tại buổi thảo luận ở Mã Lai, Huỳnh Thục Vy đọc bản tuyên bố vu cáo Đảng Cộng sản Việt Nam ngăn chặn sự phát triển của xã hội dân sự và những người bất đồng chính kiến, cử đại diện tổ chức xã hội dân sự giả hiệu tham dự diễn đàn, ngăn cản các nhà hoạt động xã hội dân sự tham dự, đòi các chính phủ ASEAN đưa các yêu cầu xóa bỏ điều luật xử lý những kẻ chống nhà nước. Trong thời gian gần đây, Huỳnh Thục Vy được biết đến với tư cách là một kẻ chống phá chế độ điên cuồng khi thường xuyên có các bài viết cũng như bình luận trái chiều đi ngược lại với lợi ích của dân tộc, một mặt cổ súy kêu gọi cho cái gọi là phong trào dân chủ của tổ chức phản động Việt Tân, mặt khác tập trung tuyên truyền xuyên tạc đường lối chủ trương chính sách của Đảng và Nhà nước. Rất dễ thấy được bộ mặt chính trị bẩn tưởi của Huỳnh Thục Vy thông qua những status trên Facebook cá nhân của Thị, và càng rõ hơn nếu các bạn chịu khó đọc hết những comment của đám bạn bè, những kẻ cùng hội cùng thuyền của Thị. Bạn đọc cũng sẽ thấy trên Facebook của Vy có hàng loạt các status có nội dung chống phá chính quyền, bôi nhọ lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lợi dụng các vấn đề thời sự nhạy cảm để viết bài xuyên tạc sự thật ở Việt Nam. Mới đây nhất, Huỳnh Thục Vy đã ngang nhiên dùng sơn xịt vào lá cờ Tổ quốc kèm những lời sỉ nhục quốc kỳ. Hành vi này vi phạm Điều 351 Bộ Luật Hình sự 2015. Những hình ảnh bên dưới được chụp từ màn hình ghi lại những status của Huỳnh Thục Vy. Đây là những bài viết khẳng định Vy đã vi phạm vào Điều 88, Điều 122, Điều 258 Bộ Luật Hình sự. Hầu hết các bài này đều có nội dung tuyên truyền xuyên tạc phỉ báng chính quyền, ngành công an và ngành báo chí, phao tin bịa đặt gây hoang mang trong nhân dân, vu cáo Đảng và Nhà nước bán nước quá rẻ, bôi nhọ Chủ tịch Hồ Chí Minh, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân và mới nhất là xúc phạm quốc kỳ. Ngoài các hành vi do chính Huỳnh Thục Vy thực hiện, thì Vy sẽ phải chịu trách nhiệm đối với các bài viết do người khác đăng tải trên chính trang Facebook do Thị quản lý. Cần nói rằng, trang Facebook Huỳnh Thục Vy là trang cá nhân chính của Huỳnh Thục Vy do Vy lập ra và sử dụng, bao gồm cả việc nhường quyền admin cho người khác. Do đó, Huỳnh Thục Vy phải chịu trách nhiệm pháp lý với mọi status và comment trên trang này. Việc chứng minh trang này là của Vy là quá dễ dàng đối với cơ quan an ninh. Rất dễ dàng để thấy, hầu hết các bài viết đăng trên trang của Vy đều có nội dung xâm phạm lợi ích của nhà nước, quyền và lợi ích hợp pháp của tổ chức công dân. Nhiều bài cung cấp nội dung thông tin sai sự thật, vu khống, xuyên tạc, xúc phạm uy tín của các cơ quan, tổ chức và danh dự nhân phẩm của cá nhân. Vi phạm điểm D khoản 1, điều 5, Nghị định số 72/2013 NĐ-CP ngày 15 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ về quản lý, cung cấp, sử dụng dịch vụ Internet và thông tin trên mạng. Xét về hậu quả, tất cả những bài viết đăng lên Facebook đều do Vi hoặc người do Vi ủy quyền thực hiện và đều được hiển thị dưới dạng công khai, nên bất kỳ người dùng Facebook nào cũng có thể liên kết và vào xem nội dung. Thực tế đã có hàng ngàn người dùng Facebook tham gia bình luận và liên kết chia sẻ, vậy nên hậu quả đã xảy ra.
Tôi tin những hành vi vi phạm pháp luật của Huỳnh Thục Vi sẽ sớm được làm rõ và được pháp luật trừng trị nghiêm minh.